mươi 2571, ân oán cố tôn hai long chiến thiên lạnh lùng nói cố tôn người cũng nên hiểu rõ khi năm mạch phi tiên giáo chúng ta đồng quy hiệp lực chắc chắn vô địch trên đời ngươi cảm thấy bằng vào phi tiên giáo chúng ta không thể độc chiếm thành quả cuộc chiến này hay sao tốt nếu chiến thiên huynh có tin tưởng như vậy ta cũng không nói gì nữa cố tôn vừa cười vừa nói yêu cầu của chiến thiên huynh ta cũng đồng ý chỉ cần thành công người nọ sẽ giao cho phi tiên giáo các người rất tốt thành giao long chiến thiên nhìn chằm chằm vào cố tôn trong chốc lát sau đó chậm rãi nói ra bây giờ chúng ta nói chuyện dẫn người nọ xuất hiện dẫn xuất người nọ xuất hiện cũng không khó cố tôn vừa cười vừa nói không ngại cầm thành minh châu làm điểm đột phá chỉ cần chào tổ ong vò vẽ này còn không sợ hắn xuất hiện hay sao đến lúc đó chỉ cần chiến thiên huynh làm như thế này sau khi cố tôn và long chiến thiên thương lượng thỏa đáng lúc này mới phiêu nhiên mà đi đưa mắt nhìn long chiến thiên rời đi cố tôn cười nhạt sau khi long chiến thiên đã đi xa thân ảnh diệp cửu châu xuất hiện bên cạnh cố tôn sư tôn phi tiên giáo sẽ đọ sức trận này hay sao sau khi long chiến thiên đã đi diệp cử châu chậm rãi hỏi sẽ cố tôn tươi cười nói ra năm đó bị cưỡng ép dò xét phi tiên giáo vẫn lấy làm hồ thẹn hiện tại phi tiên giáo đang dã tâm bừng bừng trong phi tiên giáo thế hệ trẻ cũng khí thế hừng hực bọn họ có xu thế vấn đỉnh thiên mệnh cho nên bọn họ mới không tiếc vi phạm lời hứa hàng lâm hậu thế bọn họ đã chuẩn bị làm lớn một hồi đối với phi tiên giáo mà nói ai ngăn cản bọn họ để phải chết nhưng thế hệ trước của phi tiên giáo mới là nội tình lớn nhất của phi tiên giáo chiến tướng tiên đế của phi tiên giáo mới là át chủ bài của bọn họ chỉ sợ những lão tổ này không muốn trở mặt với âm nhạc diệp cửu châu còn nghi vấn những chiến tướng này biết rõ mình đang đối mặt với tồn tại thế nào cố tôn vừa cười vừa nói nhưng mà bọn họ đã già, các đế tử nhân hiền tiên đế đã quay về, bọn họ có thể còn sống rời khỏi tiên lao, vậy ý nghĩa bọn họ đã đáng sợ tới mức khó tưởng tượng, nói đến đây Cố Tôn cười rất đậm, nói ra, Long Chiến Thiên, hắn chỉ là người tiên phong mà thôi, độc thủ sau lưng Phi Tiên giáo còn chưa xuất hiện đâu, năm đó hắn cưỡng ép dò xét Phi Tiên giáo, bao nhiêu người trong Phi Tiên giáo sợ phá gan, bao nhiêu người sợ tới mức tự sát, ngay cả con của nhân hiền tiên đế cũng trốn vào trong tiên lao, sự kiện này các nhi tử nhân hiền tiên đế không thoát khỏi liên quan, lúc này nhi tử nhân hiền tiên đế trở về, tất nhiên sẽ báo thù, nếu như đám lão tổ phi tiên giáo dám đứng ra ngăn cản trong phi tiên giáo sẽ diễn ra một hồi long tranh hổ đấu về phần là ai thắng còn khó nói nhưng mà phi tiên giáo sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu hắn sẽ ra tay tiêu diệt phi tiên giáo cố tôn vừa cười vừa nói đây không phải là thời điểm trai cò tranh nhau ngừ ông đắc lợi hay sao bắt lấy hắn lại diệt phi tiên giáo cửu giới nằm trong bàn tay của ta nghe cố tôn nói thế diệp cửu châu trầm mặc một hồi lâu cuối cùng hắn nhẹ nhàng nói mục tiêu cả đời của sư tôn không phải là vì xưng bá cửu giới thì thế nào không phải thì như thế nào cố tôn không thèm để ý vừa cười vừa nói diệp cửu châu nghiêm túc nói ra sư tôn nếu có ý xưng bá năm đó đã đi theo tùy tùng đại nhân cũng có thể thành tựu tiên đế cần gì đối địch với đại nhân sư tôn đau khổ đối địch như thế dạy có ba thế chẳng lẽ cũng chỉ vì bá chủ cửu giới sao nếu sư tôn chỉ vì cửu giới ánh mắt quá thấp rồi tiên đế còn quyến luyến cửu giới sư tôn cũng không phải tục nhân như vậy cửu châu người đang bất kính với sư tôn đấy cố tôn dụ mặt nói ra diệp cửu châu cũng không có sợ hãi hắn không người nói ra đệ tử chỉ nói thật mà thôi nếu sư tôn cảm thấy đệ tử nói không đúng giáng tội cho đệ tử là được cố tôn nhìn diệp cửu châu cuối cùng chậm rãi nói, ngươi đi theo ta cả đời, không phải ngươi thiếu nợ ta, là ta thiếu nợ ngươi. cả đời của ta có đệ tử như ngươi, truyền đạo thụ nghiệp đã hoàn thành, ta không có gì tiếc nuối. tiếc nuối duy nhất đời ta là không thể đánh bại ông nha. trong mắt hắn ta chỉ là con kiến hôi, hắn căn bản không đặt ta vào trong mắt. nói đến đây, ánh mắt của tôn bắn ra hung quang, lạnh lùng nói, nếu như ta chỉ là con kiến hôi cũng tốt, ta sẽ làm con kiến hôi có thể phá hủy con đập lớn. cho dù là con kiến hôi cũng có ngày là tai họa lớn cho hắn. hắn chỉ là phàm nhân, có thể chúa thể cửu thiên thập địa, hắn có thể bao trùm trên đầu tiên đế, hắn có thể tồn tại tuyên cổ vì cái gì ta lại không thể ta chính là một trong thập đại thiên tài tuyên cổ chuyện hắn có thể làm được chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian ta cũng có thể làm được thành tựu của hắn có một ngày ta cũng hoàn thành nói đến đây thái độ của cố tôn kiên định ánh mắt trở nên bén nhọn thiên phú sư tôn rất cao là không ai bằng diệp cửu châu nhẹ nhàng nói nhưng âm nha đại nhân có thành tựu hôm nay hắn có thể trường tồn tuyên cổ cũng không phải bởi vì hắn có thiên phú thế nào mà vì hắn có đạo tâm bất động đạo tâm hắn kiên cố hơn kim ngọc cho nên hắn mới có thành tựu hôm nay cửu châu nha nói đến đạo tâm người cũng có điểm giống hắn cố tôn vừa cười vừa nói đạo tâm chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian tích lũy ta cũng làm được. Diệp cửu châu há miệng muốn nói cuối cùng vẫn thở dài không nói như thế nào? Cố tôn nhìn ánh thuộc của mình nhàn nhạt nói nếu như ngươi muốn rời đi phi sư không trách ngươi cả đời này ngươi đã giao ra cho sư tôn quá nhiều nếu như ngươi không muốn làm ta cũng không ép buộc ngươi sư tôn chính là phụ thân thân sinh của ta Diệp cửu châu từ từ nói nhưng mà ta cảm thấy sư tôn đối địch với âm nha đại nhân thực sự lãng phí thời gian âm nha đại nhân ban đầu cũng không ôm địch ý với sư tôn thật sự ngay từ đầu không ôm địch ý với ta cố tôn cười lạnh một tiếng nói ra nếu như hắn không ôm địch ý với ta cũng không cần phải che giấu hắn nắm giữ thể thư trong tay hắn có truyền thể thuật cho ta sao hừ nếu hắn thật sự dốc túi truyền thụ vì sao cố ý bồi dưỡng ngâm thiên tiên đế hắn biết rõ ta còn có cơ hội trở thành tiên đế hơn cả ngâm thiên nhưng hắn lại làm như không thấy hắc cũng bởi vì hắn cảm thấy ta trời sinh phản cốt cho nên mới đề phòng ta ngay cả cửa bảo khố cũng không cho ta bước vào hắn đã cho rằng ta trời sinh phản cốt vậy thì tốt ta sẽ phản cho hắn thấy cho hắn biết ta không phải là người bởi vì một câu nói của hắn mà quyết định nhân sinh của mình cho dù đối địch với hắn ta sẽ làm hắn không được như ý làm cho hắn không vừa lòng Trương 2572, sư đồ kỳ quái một nói đến đây, Cố Tôn lạnh lùng hừ một tiếng, nghe được sư Tôn nói cả buổi, Diệp Cửu Châu há miệng muốn nói, nhưng hắn không biết nên nói cái gì mới tốt, cuối cùng hắn chỉ thở dài im lặng, hừ, ở kiếp này hắn không thể trầm sinh, vậy không phải hắn chết thì chính là ta vong. Cố Tôn lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đây cũng là cơ hội duy nhất ta có thể vạn ngã hắn, sư Tôn, ngươi muốn chiến với âm nha đại nhân đến cùng, ta không có ý kiến. Diệp Cửu Châu trầm mặc một hồi lâu, trầm ngâm nói, nhưng mà dẫn vi tiên giáo vào trấn thiên hải thành một khi không tốt sẽ biến khéo thành vụng thậm chí sẽ làm chấn thiên hải thành lâm vào vạn kiếp bất phục điểm này ngươi yên tâm đi chỉ bằng long chiến thiên cũng muốn đấu với ta hắn còn non lắm hừ sau lưng của hắn nếu không có độc thủ trèo chống ta sớm muộn gì cũng diệt hắn cố tôn lạnh lùng nói nói đến lời này ánh mắt hắn tỏa ra sát khí đáng sợ diệp cửu châu mở miệng nói ra nhưng sẽ biến chấn thiên hải thành trở thành chiến trường chỉ sợ sinh ra ảnh hưởng to lớn với chấn thiên hải thành chúng ta thế gian khắp nơi đều là chiến trường cố tôn nhàn nhạt, nhạt, nói trong đại thế như thế này không có ai có thể chỉ lo thân mình muốn vĩnh viễn co đầu rụt cổ lo cho bản thân là không thể nếu thật sự như vậy thế gian sẽ chứa chấn thiên hải thành sao chấn thiên hải thành chúng ta có thể ba thế tôn vinh sao diệp cửu châu há miệng muốn nói nhưng cuối cùng không biết nên nói thế nào cho phải cho dù ngươi muốn chỉ lo thân mình đây là chuyện không có khả năng cố tô nhìn ái đồ của mình nói ra hiện tại chúng ta trưởng chấp quyền hành chấn thiên hải thành ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao hắn sẽ mặc chúng ta độc chiếm quyền hành chấn thiên hải thành sao trong mắt hắn chấn thiên hải thành chỉ là tài sản riêng của hắn mà thôi có thể để yên cho chúng ta nhúng chàm mặc kệ chúng ta không liên minh với phi tiên giá hắn sẽ nhổ tận gốc chúng ta làm chúng ta tan biến khỏi thế gian này nếu chúng ta không thể không đấu với hắn vậy chiến đi xem ai có thể cười đến cuối cùng cố tôn tươi cười chậm rãi nói ra người cuối cùng vẫn phải chết cho dù là tiên đế cũng không thể thoát khỏi số mệnh nếu ta thất bại chết thảm trong tay hắn đây cũng không phải chuyện mất mặt gì ngay cả tiên đế cũng từng chết dưới tay hắn muốn gì chúng ta nhưng nếu như ta thành công như vậy ta sẽ là con kiến hôi cắn chết một con cự long tương lai ta sẽ vượt qua tuyên cổ tên tuổi của ta sẽ chuyển lưu muôn đời nói đến đây cố tôn cười rất an bình dường như chuyện sinh tử trong mắt hắn chỉ đơn giản như vậy diệp cửu châu trầm mặc một hồi hắn cuối cùng vẫn nói sư tôn Người thông minh cả đời, Âm Nha đại nhân vẫn tính toán không bỏ sót đấy. Thứ cho đệ tử mạo muội, Sư tôn và Âm Nha đấu một trận, chỉ sợ Sư tôn không có bao nhiêu phần thắng. Diệp Cửu Châu nói ra lời thật của bản thân, hắn vẫn giấu trong lòng không nói ra, nhưng hôm nay hắn phải nói. Cố Tô nhìn qua Diệp Cửu Châu, nói ra, Cửu Châu, trong lòng ngươi có sợ hãi? Đạo tâm của ngươi không yên. Vâng, Diệp Cửu Châu cũng không giấu giếm, thật thà nói, Âm Nha đại nhân trở về, trong lòng của ta cũng sợ hãi, ta cũng không e ngại tử vong. Âm Nha đại nhân cho dù thanh toán ta, cũng chỉ giết ta mà thôi. Dù sao ta cũng không lần đầu đối mặt tử vong, đối với ta mà nói tử vong cũng không đáng sợ ta lo lắng cho sư tôn ở kiếp này nếu sư tôn lại ra tay nếu vẫn bại hẳn phải chết không thể nghi ngờ kiếp này âm nha đại nhân sẽ không tha thứ cho sư tôn cố tôn trầm mặc một lát qua thật lâu hắn cười nói đúng ta cũng biết hắn sẽ giết ta ta làm việc đó hắn đã không bỏ qua cho ta ta bạo lộ tọa tiêu tiên ma động dẫn đạp không vào trong đó ngay cả tỷ phu cũng không buông tha cho ta huống chi là hắn nói đến đây hắn chỉ cười tiêu sái không đặt chuyện này trong lòng đồng thời trong miệng hắn nói tỷ phu chính là hắc long vương người sáng lập trấn thiên hải thành thế nhưng mà diệp cửu châu há miệng muốn nói Cố Tôn nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói ra, Cửu Châu, đối với vi sư mà nói tử vong cũng không đáng sợ, nếu như muốn lựa chọn, hắn nhét ta vào hải nhãn, ta tình nguyện bị hắn giết, thời gian bị nhét vào hải nhãn là thời điểm sỉ nhục lớn nhất đời ta, cũng chỉ có tỷ phu cho rằng ta sống còn tốt hơn tử vong. Ta dám đối địch với âm nha, tử vong thì thế nào, chết trong tay tồn tại như thế cũng không phải chuyện mất mặt, tỷ phu cho ta còn sống, đó bởi vì hắn đã cam đoan với tỷ tỷ của ta mà thôi. Hừ, hắn cho ta còn sống, còn không phải muốn ta sống không bằng chết sao? Cố Tôn lãnh đạm nói, ta tung hoành cả đời, thiên phú vô song, lại phải sống dưới bóng mờ của âm nha, lại phải dựa vào tình cảm hắc long vương để sống đối với ta mà nói sống như vậy có khác gì tử vong với thiên phú thực lực và đại đạo của ta nếu không bị âm nhà chấn áp ta đã sớm trở thành tiên đế đã sớm nhảy ra khỏi cửu thiên sớm biến thành nhân và tuyệt thế sáng chói của kim nói đến đây cố tôn vẫn bình thản lập tức nghiến răng nghiến lợi nói một câu nghe cả buổi diệp cửu châu há miệng muốn nói nhưng cuối cùng không biết nói như thế nào đành phải thở dài một hơi từ sự kiện này hắn không đánh giá sư phụ của mình đối với hắn mà nói sư phụ hắn đúng cũng tốt là sai cũng được cuối cùng hắn vẫn đứng bên cạnh sư phụ của mình đối với diệp cửu châu mà nói sư phụ giống như phụ thân thân sinh, cho tánh mạng hắn, cho hắn cuộc sống, hắn sẽ đi theo cả đời. Cho nên đối với Diệp Cửu Châu mà nói, cho dù là lúc nào, tình huống nào, hắn sẽ đứng bên cạnh sư phụ của mình, cho dù đối địch với thiên hạ, đối địch với tồn tại khủng bố của thế gian, đối địch với độc thủ sau màn, hắn vẫn lựa chọn đứng bên cạnh sư phụ mình. Đối với Diệp Cửu Châu mà nói, hắn cũng không sợ tử vong, nhưng hắn lại lo lắng sư tôn có một ngày sẽ thân bại danh liệt, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Sau khi đánh bay Long Ngạo Thiên, Lý Thất Dạ tiếp tục thăm dò Bắc Uông Dương, cuối cùng hắn đã nắm giữ từng chi tiết của đại thế bắc uông dương trong lòng bàn tay của mình cuối cùng dưới đại thế này lý thất giả lật tung tám phương mượn thế thiên địa được nữ tử trong vải vàng chỉ điểm lý thất giả đã đi theo đại thế thú vị sau khi lý thất giả đi theo từng bước của đại thế chậm rãi nói ra khó trách trước kia ta không có phát hiện thì ra trong kỷ nguyên của các ngươi các ngươi đã lưu lại lạc ấn của mình lại trải qua thời gian tuế nguyệt đánh bóng thương hải tăng điền tất cả đều biến hóa những người đời sau không thể nhận ra những biến hóa như thế hừ kỷ nguyên của chúng ta không giống như tưởng tượng của ngươi thiên địa huyền hoàng trong vũ trụ của chúng ta trước 2573, sư đồ kỳ quái hai nữ tử trong vải vàng vô cùng đắc ý nói một hơi nói kỷ nguyên của mình sáng chói và vải vàng thế nào được rồi không cần thiết vàng lên mặt của mình đâu lý thất dạ chen ngang lời nữ tử trong vải vàng nói ra kỷ nguyên của các người ta biết rõ kỷ nguyên này thật khó lường nhưng huyền cơ được truyền xuống không đại biểu các ngươi mạnh bao nhiêu đó là bởi vì các ngươi gặp may mắn các ngươi chỉ đánh bóng lại những gì đã có mà thôi bị lý thất dạ bỡn cợt không đáng một đồng nữ tử trong vải vàng không phục đang hư lạnh một tiếng nói ra ngươi cũng không sống trong kỷ nguyên của ta ngươi làm sao biết kỷ nguyên của ta sáng chói thế nào Hừ, nếu như ngươi sống trong kỷ nguyên của ta, nói không ngừng đã sợ hãi ngây ngốc, nói không chừng ngươi chỉ là tiểu nhân vật trong kỷ nguyên đó, nếu như kỷ nguyên của ngươi cường đại như những gì ngươi nói, vậy hẳn phải tồn tại đến bây giờ mới đúng, mà không phải nhạt nhòa trong dòng sông thời gian. Lý Thất Dạ không có hứng thú, vừa cười vừa nói, kỷ nguyên của các ngươi không có gì khác với các kỷ nguyên đã qua cả, cũng không khác gì kỷ nguyên của chúng ta bây giờ, nếu có khác nhau, chỉ sợ chỉ khác con đường tu luyện mà thôi. Hừ, ngươi biết cái gì? Kỷ nguyên của ta đứng trên đỉnh phong của dòng sông thời gian, cường giả trong kỷ nguyên của ta cường đại không thể tưởng tượng nổi, tu hành trong kỷ nguyên của ta cũng không phải ngươi có thể biết rõ nghe lý thất dạ nói thế nữ tử vải vàng vô cùng bất mãn lập tức nói khoác về kỳ nguyên của mình vậy sao lý thất dạ nhà nhã nói nếu thật sự là như vậy tại sao kỳ nguyên của các người lại biến mất vì sao kỳ nguyên của ngươi không lưu lại bất cứ truyền thừa gì các người tu luyện lợi hại như thế vì cái gì hiện tại không có chút dấu vết người thái độ của lý thất dạ đã làm nữ tử trong vải vàng vô cùng khó chịu nàng nhìn chăm chăm vào lý thất dạ qua một hồi lâu nàng hậm hực nói hư ngươi không biết thế đối mặt là cái gì ngươi không biết thế gian này đi đến cuối cùng đáng sợ ra sao ngươi không biết tương lai sẽ gặp biến hóa khủng bố thế nào không, ngươi nói sai, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, "Ta biết rõ, hơn nữa ta còn biết nhiều hơn cả ngươi, ta biết rõ đối mặt là cái gì, ta cũng biết tận cùng thế gian là cái gì, không nên quên, ta là người còn sống từ tận cùng thế giới quay về đấy." Lý Thất Dạ nói ra, "Bởi vì ta biết rõ, cho nên ta mới chiến đến cuối cùng, cho nên ta mới có thể tiếp tục đi thẳng, chấm dứt ở thời đại này." Nói đến đây, Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn nữ tử trong vải vàng, nói, "Ta đã dám chiến một lần, lại dám đánh tiếp, ta muốn đánh đến tận cùng thế giới, nhưng ngươi thì sao, nếu ngươi sống lại, ngươi dám lại đánh một trận hay không?" Hoặc là nói thời điểm cho kỷ nguyên của người đối mặt lần nữa ngươi dám đi đối mặt không lý thất dạ nói lời này đã làm nữ tử trong vải vàng trầm mặc ngay từ đầu nàng chỉ muốn đấu võ mồm với lý thất dạ mà thôi dù sao nàng vẫn sống trong vải vàng có người đấu võ mồm là chuyện vô cùng vui sướng nhưng vào thời điểm này lý thất dạ nhắc đến chủ đề nặng nề kia nàng bắt đầu trầm mặc không nói nghe lý thất dạ nói như vậy nữ tử trong vải vàng trầm mặc thật lâu qua thật lâu mới chậm rãi nói thất bại không chỉ có chúng ta ta biết rõ lý thất dạ lúc này cũng không trêu chọc nữ tử trong vải vàng hắn nhẹ nhàng gật đầu nói thất bại không chỉ các ngươi vẫn có không biết bao nhiêu tiền nhân đã thử qua không biết có bao nhiêu người cố gắng qua cũng không biết có bao nhiêu người phấn đấu qua nhưng cuối cùng chấm dứt trong thất bại con đường đã phủ kín xương khô người chết nhiều không đếm nổi nữ tử trong vải vàng chậm rãi nói ra cho dù không đi thông qua con người này chẳng lẽ không phải từ tìm đường chết sao Lý thất dạ vừa cười vừa nói từ xưa đến nay người chết chưa đủ nhiều sao hoặc là nói nhân sinh mỗi người khác nhau nhưng kết cục của mỗi người khác nhau cuối cùng tất cả mọi người đều hóa thành đất vàng mà thôi cũng chỉ tăng thêm một bộ xương khô trong thiên địa đi đến cuối cùng tất cả mọi người không có gì khác nhau tiên đế cũng tốt vô đi cũng được mà kệ người là tồn tại thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết cho dù ngươi nắm giữ một kỷ nguyên cũng không cách nào thoát khỏi cái chết nói đến đây lý thất dạ cảm khái nói ra một câu nhưng cho dù nhân sinh khó thoát khỏi cái chết thì thế nào thế gian này vẫn vận hành như xưa lúc này lý thất dạ vẫn tươi cười hắn vẫn lạnh nhạt và kiên định như vậy nói cho dù biết rõ chết vẫn chiến đến cuối cùng không dám chiến sẽ phụ cuộc đời này ta sẽ tỏa sáng cả thời đại cho dù phía trước là con đường không lối về nhưng ngươi thật sự dùng sức mình chiến đấu đến cuối cùng sao thời điểm lý thất dạ kiên định như vậy phải lụa vàng trong nữ tử cũng nhịn không được cho lý thất dạ dội nước lã nói ra có người dựa vào lực của chính mình đều tan thành mây khói mà ngươi muốn dựa vào sức của mình thay đổi cả thời đại ngươi cho rằng ngươi sẽ thành công sao sẽ lý thất dạ vừa cười vừa nói bởi vì ta là lý thất dạ cho nên ta sẽ thành công hừ tự đại cuồng nữ tử trong vải vàng hơi lạnh nói trong kỷ nguyên của ta cũng có người muốn dùng sức của mình thay đổi cả kỷ nguyên nhưng cuối cùng không thể thành công ngươi cảm thấy dựa vào cái gì ngươi có thể thành công bằng vào ta là lý thất dạ lý thất dạ nhà nhã nói lý thất dạ nói câu này làm nữ tử trong vải vàng không thể nói câu nào lời này không còn dùng ba chữ tự đại cuồng để hình dung nữa rồi ông một tiếng hiện tại lý thất dạ đang đứng trong khu vực không gian và thời gian bị chôn vùi tất cả đều lõm xuống chỉ trong nháy mắt này lý thất dạ không nhìn thấy có thêm bất cứ vật chất nào khác thời điểm lý thất dạ có thể nhìn rõ cảnh vật chung quanh hắn nhìn thấy có một nơi sinh ra hào quang nơi này giống như gian phòng thủy tinh nơi này là khu vực có vách tường đều bằng thủy tinh trên vách tường là băng tinh trụ đầy băng tinh thể đủ màu sắc những tinh thụ này cũng là thủy tinh nhiều màu trên thực tế những thứ này cũng không phải thủy tinh nó dường như là thứ đồ vật có sinh mạng dường như có thể hít thở thủy tinh trên tinh trụ có thể hít thở còn có bọt nước trên đó chảy ra ngoài những bọt nước này vô cùng óng ánh nó giống như kim cương, tỏa ra hào quang vô cùng sáng ngời, từng bò nước không ngừng chảy xuống đất, chậm rãi hội tụ, hội tụ thành dòng nước nhỏ, cuối cùng dòng nước nhỏ này tích tụ lại trong một cái vũng nước lớn khác, hiện tại Lý Thất Giả đang đứng trên vũng nước này, vũng nước trước mặt chính là một cái ao lớn, hơn nữa nước ao này nhìn qua không chân thật, giống như mộng như ảo, bởi vì nước ao quá mức tinh khiết, óng ánh tới mức làm người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Chương 2574, Tịnh thì thủy tinh trong ao nước nhỏ này có một cái bình ngọc, bình ngọc này có phong cách cổ xưa, ôn nhuận như ngọc, dường như bình ngọc này là bảo ngọc tạo thành, toàn thân của nó hồn nhiên thiên thành không có chút thiết điểm nào cả nhưng bình ngọc này nằm trên mặt nước, nó hoàn toàn không chìm xuống, càng thêm quỷ dị là nước ao lại bò vào trong bình ngọc, cuối cùng chậm rãi tiến vào bình ngọc, hoặc có thể nói, đây không phải bò lên bình ngọc, mà là tia nước nhỏ đang chảy vào trong bình ngọc này, cảnh tượng này thật phần quỷ dị, nhưng chuyện này xảy ra rất tự nhiên và vô cùng chân thật, nhìn thấy tất cả những chuyện này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt, nhạt nói, Tịnh thì thủy tinh, thì ra ngươi đến đây không phải lấy bảo vật, mà là tinh lọc bản thân của mình, ngươi cũng biết Tịnh thì thủy tinh, nữ từ trong vải và cảm thấy ngoài ý muốn, giật mình hỏi, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, trên đời này có đồ vật ta không biết cũng không nhiều, Tịnh thì thủy tinh thứ này có thể nói quá cổ xưa, truyền thuyết loại thủy tinh này là một loại nham thạch vào thời kỳ thiên địa sơ khai, cực kỳ hiếm thấy, nó chỉ tồn tại trong cực hạn của chủ mạch, thế nhân rất khó tìm kiếm, chớ đừng nói là đào móc nó ra, nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn bức tường thủy tinh bốn phía, nói, thạch thất trước mặt hồn nhiên thiên thành, chưa tạo hình, cả thạch thất đều do tịnh thì thủy tinh trúc cấu mà thành, quan trọng hơn nó tự thành nhất thể, thoát đi thời gian, sau trong không gian nhị nguyên, độc lập với thời gian cùng không gian bên ngoài, địa phương này gọi là tịnh thì không gian cũng không đủ, sau đó lý thất dạ nhìn nữ tử trong vải vào một lát nhàn nhạt, nhạt, nói thì ra các ngươi đã từng động tay động chân qua tuy không cải biến nơi này nhưng lại tập trung không gian cùng thời gian của nó hành động này biến nó thành thiết điểm không gian độc lập cho nên mặc kệ đại thế biến hòa thế nào bất kể thay đổi bao nhiêu kỷ nguyên nơi này vẫn tồn tại hừ ngươi biết không ít nha nghe lý thất dạ nói ra tất cả huyền bí trong đó nữ tử trong vải vàng hơi lạnh một tiếng thì ra đây là bước đầu tiên ngươi tái hiện nhân gian tuy tai nạn của ngươi đã qua nhưng muốn chính thức thoát ra khỏi tấm vải vàng này ngươi cần phải tinh lọc bản thân lý thất dạ vừa cười vừa nói với nữ tử trong vải vàng đúng vậy ta cần thoát ra khỏi tấm vải vàng này không chỉ cần thời gian rất lâu càng phải tinh lọc bản thân thật thuần túy chỉ có như vậy mới có thể chính thức chia lìa tiêu trừ chú chớ nữ tử trong vải vàng lạnh lùng nói lý thất dạ cười cười nhìn vào bình ngọc trong ao nước nói cái bình này đúng là cực phẩm tịnh bình này là tác phẩm của đại sư đỉnh phong trong kỷ nguyên của ngươi rèn luyện thành đặt bình ngọc ở đây hấp thu tinh hoa tẩy tạp chất có thể đạt được tùy dịch tốt nhất nói đến đây lý thất dạ nhìn vào ao nước trước mặt nói có ghi lại nói tịnh thì thủy tinh một vạn năm mới thấm ra một giọt thủy tinh tủy dịch hiện tại thủy tinh tủy dịch ở đây biến thành cái oa sau đó lại trải qua bình ngọc tẩy đi tạp chất hấp thu tủy dịch thuần túy nhất vào bên trong đây là đồ tốt nếu như có thể có được tủy diệt tinh hoa nhất thế gian đúng là có thể tinh lọc mọi thứ trên thế gian cho dù là hắc ác hay là lực lượng nguyên dụ nào cũng không thể ngăn cản tủy dịch này tinh lọc lý thất dạ từ từ nói ta phải tinh lọc chú chớ như thế ta có thể sớm ngày thoát ly vải vàng sớm ngày lâm thế với người mà nói đây cũng là chuyện tốt nữ tử trong vải vàng nói ra đúng thế có thứ này đã giảm đi không ít công sức của ta lý thất dạ tươi cười nói tiếp nhưng mà ta rất tò mò năm đó ngươi trải qua chuyện gì là người nào hận ngươi như thế dùng phương pháp này làm ngươi vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời theo cách giải thích của ta ngươi luân lạc đến tình cảnh này tuyệt đối không phải lão tạc thiên ra tay lão tạc thiên tuyệt đối sẽ không nhàm chán như thế lý thất dạ mỉm cười nói nếu không phải lão tạc thiên như vậy chỉ có thể là nhân vật vô cùng nghịch thiên trong thời đại đó hận ngươi rất nhiều mới làm ra hành vi như vậy hừ không liên quan đến ngươi nhắc tới chuyện cũ nữ tử trong vải phòng lạnh nhưng nữ tử trong vải vàng cũng là cường giả vô địch trong kỷ nguyên của mình nhưng cuối cùng vẫn bị người ta hạ cho chú bị phong ấn trong tấm vải vàng vĩnh viễn trở thành bức họa trong vải vàng hơn nữa chớ chú này thời gian vô cùng dài cho dù vài vàng tự tinh lọc vô số năm tháng nhưng lực lượng chó chú vẫn nhộm đại địa cuối cùng còn hủy diệt cả thiên phong thần tông có thể tưởng tượng người ra tay phong ấn nữ tử vào trong vải vàng đáng sợ cỡ nào đồng thời cũng có thể nhìn ra người ra tay với nữ tử trong vải vàng này thu hận nàng bao sâu đúng là không liên quan đến ta lý thất dạ không sao cả nhún nhún vai nói ra nhưng tất cả đã tan thành mây khói đều không còn tồn tại cho dù ngươi năm đó cũng không thể báo đại thù này câu này đã làm nữ tử trong vải vàng lâm vào trầm mặc điều này lý thất dạ nói đúng kỷ nguyên của bọn họ không còn tồn tại tất cả đều tan thành mây khói tất cả biến thành quá khứ nhạt nhòa trong dòng sông thời gian cho dù năm đó có thông thú đại hận như thế nào tất cả đã biến mất vào hôm nay người năm đó đã sớm chết cả rồi cho dù nàng thật muốn báo thù cũng không có biện pháp ngươi đặt ta vào trong bình ngọc là được cuối cùng nữ tử trong vải vàng lạnh lùng nói ra lý thất dạ cười cười nói ra như ngươi mong muốn thật hy vọng ngươi có thể ra sớm có thể cải tạo thân thể hàng lâm hậu thế hừ sớm ra sức cho ngươi đúng không nữ tử trong vải vàng hừ lạnh nói một câu ta không phủ nhận Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói thuật tu luyện của kính nguyên mình khó lường thế nào sao? Sau khi ngươi cải tạo thân thể, ta muốn mở mang tầm mắt một chút. Lý Thất Dạ thả lời như vậy, nữ tử trong vải vàng chỉ hừ lạnh mà thôi. Lý Thất Dạ cũng không thấy trách, đặt vải vàng vào trong bình ngọc, sau đó nhìn vải vàng từ từ tiến vào trong bình ngọc. Lúc vải vàng tiến vào bình ngọc đã nghe được âm thanh xì 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 vang lên, giống như có đồ vật gì đó bị mở ra. Trên miệng bình ngọc có sương mù bộc phát, giống như sương mù này có độc. Nhìn thấy từng tia sương mù này bay ra ngoài, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói, nguyên rùa đáng sợ cỡ nào? trải qua nhiều năm tháng như thế này trải qua vô số cọ rửa tinh lọc dư độc vẫn còn đáng sợ như thế năm đó tấm vải vàng này bị phong ấn trong vò gốm tại cổ đảo trải qua vô số năm tháng phong ấn và tinh lọc vẫn sinh ra lực lượng nguyền rủa đáng sợ như thế có thể nghĩ nguyền rủa này năm xưa đáng sợ và khủng khiếp cỡ nào chương hai nghìn năm trăm bảy mươi lăm thời cơ chín mùi sau khi đặt vải vàng vào trong bình ngọc lý thất dạ thu hồi bình ngọc lại nhìn qua thủy tinh tủy dịch hắn tươi cười nói ra tuy chỉ là phế vật nhưng không thể bỏ qua có thể lợi dụng mặc dù nói tất cả tinh hoa trong tùy dịch này đã bị bình ngọc hấp thu đi nhưng phải biết rằng tịnh thì thủy tinh chính là tiên phẩm tuyệt thế thế nhân căn bản không chiếm được loại vật này, càng không cần nói tịnh thì thủy tinh một vạn năm mới chảy ra một giọt thủy tinh tùy dịch, từ đó có thể thấy thủy tinh tùy dịch chân quý cỡ nào. Áo nước đầy trước mắt đã bị hấp thu tinh hoa, nước lưu lại với lý thất dạ chỉ là nước thải, trên thực tế cho dù là nước thải cũng là tiên thủy vô cùng chân quý trong mắt người đời, ta vừa vặn có một vật vần rửa tạp chất, cần tinh lọc một chút. Lý thất dạ tươi cười mở mệnh cung ra, ném một vật vào ao nước, nhất dương đằng trong mệnh cung lý thất dạ bay ra ngoài, sau khi nó được lý thất dạ thả ra thì hoan hô thật to, thời điểm nhất dương đang tiến vào trong ao nước kia, nó kích động hừng phấn khó nhịn nước thải trong mắt lý thất dạ chính là tiên thủy vô cùng chân quý đặc biệt ở phương diện tinh lọc có công hiệu không gì sánh kịp sau khi nhất dương đằng cắm dễ bên trong lập tức là điên cuồng mà hấp thu thủy tinh tùy dịch nó muốn hấp thu toàn bộ áo nước trong thời gian ngắn toàn thân nhất dương đằng vàng óng mỗi cảnh mỗi lá như hoàng kim tạo thành trong người nhất dương đằng có xích quang lưu động nhất dương đằng sinh ra hỏa diễm trái hừng hực dường như hỏa diễm trên người nó có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ trên thế gian nhất dương đằng là tiên đằng hy hữu hạn thế trong người nó ẩn dưỡng tinh diễm đáng sợ tinh hỏa này gọi là nhất dương thanh hỏa tinh hỏa này có uy lực vô cùng cường đại, Nhất Dương đằng lại kết ra một cái hồ lô, hồ lô này đã thành thục, thời điểm này nó chín muồi, nhưng nó vẫn đọng trên Nhất Dương đằng, vẫn không rơi xuống đất, Nhất Dương đằng kết hồ lô này đã thật lâu rồi, nó đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, cũng chính bởi vì như thế, trong hồ lô này có thể nghe được tiếng lôi đình giằng vũ, bởi vì trong hồ lô có ẩn dưỡng lực lượng cổ xưa, mà hồ lô này đã đến thời điểm chín mùi từ rất lâu rồi nhưng nó vẫn không có rơi xuống đất bởi vì nó còn chưa đủ hoàn mỹ trên thực tế vì hồ lô này lý thất dạ đã tốn hao không ít tâm tư huyết từng đồ vào không ít tiền lộ cam thủy, nhưng lý thất dạ cũng tốt, nhất dương đằng cũng được, đều ký gửi kỳ vọng thật cao vào hồ lô này, cho nên hồ lô vẫn còn chưa được hoàn mỹ, cho nên vẫn không hái nó xuống. Từ, 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 lúc nhất dương đằng không ngừng hấp thu thủy tinh tùy dịch, trong khoảng thời gian ngắn thủy tinh tủy dịch bị hấp thu không còn sót lại chút nào, lúc này nhất dương đằng mới no bụng ở một tiếng, thời điểm này có tiếng bồng vang lên, cành và lá nhất dương đằng sinh ra khói xanh, toát ra từng sợi hơi nước, trong khoảng thời gian ngắn hơi nước mờ mịt, tinh hỏa màu xanh trên nhất dương đằng không ngừng chập chờn, thì ra nhất dương đằng dùng tinh hỏa rèn luyện thủy tinh tùy dịch trong người mình nó muốn luyện ép ra tinh hoa trong đó cuối cùng nghe được âm thanh tư 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 rất nhỏ thời điểm nhìn thấy hồ lô hấp thu tinh hoa trên hồ lô lập tức phủ đầy hơi nước hơn nữa hơi nước này từ từ xuyên thấu vào trong hồ lô chỉ qua một lúc đã nghe được âm thanh cạch 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 vang lên chỉ thấy có giọt giọt chảy ra khỏi hồ lô những giọt giọt này có màu đỏ nhìn kỹ càng giống như cạn bã giống như cạn bã sau khi tinh luyện hoàng kim đây chính là nguyên nhân hồ lô vẫn không hoàn mỹ bởi vì hồ lô không đủ thuần túy trong hồ lô sinh ra tạp chất từ đó ảnh hưởng đến chất lượng của hồ lô mặc dù nói tạp chất trong hồ lô này rất nhỏ nhưng nó vẫn tạo thành ảnh hưởng lớn đến hồ lô nếu loại bỏ toàn bộ tạp chất này ra ngoài đẳng cấp của hồ lô sẽ tăng lên một cấp bậc cuối cùng được thủy tinh tùy dịch tinh lọc tất cả tạp chất trong hồ lô chảy ra ngoài sau đó nghe một tiếng oanh vang lên âm thanh cách cách vang lên thời điểm này chung quanh hồ lô có tia chớp sinh ra thời điểm tia chớp xuất hiện hồ lô muốn bay lên tia chớp hóa thành hai cánh đông một tiếng thật lớn âm thanh giống như tiếng tim đập vang lên hiện tại hồ lô nghênh đón thời khắc chín mùi hoàn mỹ nhất của mình nó muốn thoát khỏi nhất dương đằng bay đi thật xa nhưng có lý thất giả ở đây hắn không bao giờ đứng nhìn hồ lô bay đi chỉ trong thời gian ngắn lý thất dạ nắm hồ lô trong tay hồ lô sinh ra hào quang lập lòe trong tay lý thất dạ nhìn hồ lô tỏa ra hào quang hoàng kim hơn nữa phát ra âm thanh như lôi âm vang vọng đọc đế bá mới nhất tại lôi âm này vô cùng thanh thúy thập phần mạnh mẽ hữu lực dường như trong hồ lô ẩn dưỡng thiên địa hỗn độn dường như trong hồ lô có một phiến thiên địa sinh ra nhìn thấy hồ lô màu hoàng kim trong tay cho dù là người không biết hàng cũng biết nó là đồ tốt khó lường thứ tốt lý thất dạ nhìn qua hồ lô hoàng kim trong tay nói ra thật sự là khối ngọc thô chưa bày rũa ta chắc chắn sẽ tạo hình thật tinh tế tương lai sẽ đại phóng dị sắc đây là một cái hồ lô vô song trên đời nếu trải qua luyện hóa rèn luyện, nó chắc chắn sẽ trở thành một kiện bảo vật vô cùng đáng sợ. Bắc Uông Dương vẫn bình tĩnh, nhưng đây chính là thời khắc bình tĩnh trước khi cơn bão tiến đến. Hào khí bình tĩnh áp lực này là người ta hít thở không thông, đặc biệt có một ít đại nhân vật thế hệ trước, bọn họ là thập phần mẫn cảm người được có đại chiến sắp diễn ra. Sau khi Lý Thất Giả đánh bay Long Ngạo Thiên, Bắc Uông Dương rất ít người nào dám thảo luận chuyện này, ít nhất không nhiều người dám quang minh chính đại thảo luận chuyện này, đa số người chỉ dám thảo luận bí mật mà thôi. Mặc dù nói Long Ngạo Thiên bị đệ nhất hung nhân đánh bay, nhưng mọi người đều biết chỉ cần phi tiên giáo vẫn còn, như vậy nó sẽ là tảng đá đè lên đầu của mọi người đặc biệt qua mấy ngày này phi tiên giáo cho càng ngày càng nhiều đệ tử càng ngày càng nhiều cường giả đi đến bắc uông dương nhìn thấy từng chiếc từng chiếc chiến hạm từ trên trời giáng xuống nhìn thấy từng từng ngọn núi từng cổ điện xuất hiện trên bầu trời học khí cả bắc uông dương trở nên ngưng trọng trong khoảng thời gian ngắn phi tiên giáo dường như muốn phái thiên quân vạn mã đến nơi này và họ điều động quân đoàn hiển nhiên muốn làm lớn một hồi vào lúc nhiều cường giả phi tiên giáo hàng lâm bắc uông dương thời điểm tất cả mọi người hiểu bão tổ chính thức diễn ra nghĩ đến phi tiên giáo là truyền thừa một môn ngũ đế phát động chiến tranh tại bắc uông dương bất kể là môn phái nào bất kể là truyền thừa nào cũng phải run rẩy vài lần một khi chiến hỏa thiếu đốt Bắc Uông Dương, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi, nói không chừng Bắc Uông Dương sẽ bị cải tiến, có khả năng rất nhiều đại giáo truyền thừa tan thành mây khói trong đại chiến.